Siêu thị máy tính chính hãng đang xin chào. Hôm nay chúng ta lại gặp nhau trong một clip giới thiệu về sản phẩm mới và mình muốn mang cho bạn một số thông tin bổ ích về một chiếc laptop của Acer dòng phổ thông. Đó là chiếc Acer A556UAX138D. Đây, ba nhân vật chính của chúng ta ở trước mặt các bạn đây. Trước hết thì các bạn quan sát về phía hộp máy. Chúng ta sẽ có một củ sạc thiết kế tương đối nhỏ gọn. Một số sách hướng dẫn sử dụng. Và đây là một DVD để cài đặt. Vâng, quan sát trên màn hình thấy các bạn rõ ràng vẫn là một thiết kế khá là quen thuộc của Acer với các góc được bó tròn mềm mại. Máy của chúng ta thì có màu xanh đen, hơi dịu dàng một chút. Vỏ máy được làm từ nhựa cao cấp nên cái khả năng chống chịu va đập rất là tốt. Kết hợp với những gân tròn đồng tâm sẽ tạo cho người dùng một cảm giác rất là thoải mái khi chạm tay vào, đặc biệt là cái khả năng chống bám bụi và chống vân tay rất là tốt. Các bạn quan sát trên màn hình. Nói về cấu hình của máy, thì hiện tại chiếc máy của chúng ta có cấu hình tương đối mạnh, được trang bị cấu hình Intel Core i5 lõi kép với thế hệ chip Skylake mới nhất hiện nay nên hiệu suất hoạt động tương đối cao. Khả năng ép xung từ 2.2 cho đến 2.8 GHz. Kèm theo đó là một RAM 4GB công nghệ đa nhiệm DDR3 nên bạn có thể chạy được nhiều tác vụ cùng một lúc. Chúng ta sẽ có một ổ cứng 500GB, nhìn chung thì đủ để các bạn lưu trữ các dữ liệu hoặc là chạy các chương trình phổ thông như Word, Excel hoặc là chơi game hạng nhẹ và vào mạng khá là thoải mái. Đây là về cấu hình của máy, còn về kết cấu bên ngoài thì sao? Các bạn quan sát trên màn hình, đây chính là một màn hình 15.6 inch với độ phân giải là chuẩn HD, nên cái khả năng hiển thị hình ảnh rất là sống động, chân thực và cũng khá là sắc nét. Công nghệ màn hình backlit chống lóa nên khả năng là bạn làm việc ở những nơi nhiều ánh sáng mắt được bảo vệ rất là tốt. Hình ảnh của chúng ta sẽ không bị thay đổi màu sắc. Đây sẽ là một không gian làm việc tương đối thông thoáng, rộng rãi và linh hoạt. Với độ nghiêng lớn như thế này, chúng ta có một khớp nối giữa màn hình và thân máy rất là chắc chắn nên bạn hoàn toàn có thể yên tâm. Phía dưới này là một bàn phím full size tiêu chuẩn với độ nảy cao, đàn hồi tốt. Hỗ trợ bàn phím số phía bên phải này, các bạn quan sát phía bên phải này, thì những người nào mà làm việc với Excel thường xuyên ấy, sẽ rất là tiện lợi. Khi làm việc với bàn phím lâu thì các bạn sẽ không có cảm giác bị mỏi tay bởi thiết kế hành trình phím khá là hợp lý. Phía dưới đây là một bàn di chuột diện tích tương đối rộng, hỗ trợ cảm ứng đa điểm. Thiết kế các phím chuột được ẩn đi như thế này thì thao tác của bạn sẽ trở nên nhanh gọn và chính xác. Vâng, mặt trong của chúng ta thì có màu bạc nhìn rất là sang trọng. Không chỉ vậy, hiện tại máy được trang bị âm thanh 2.0, loa ngoài 2.0 với công nghệ âm thanh Sonic Master độc quyền của Acer nên cái khả năng âm thanh sẽ trở nên sống động, nghe rất là êm tai, sẽ cho bạn những phút giây thư giãn thoải mái. Và cùng quan sát bên cạnh của máy. Vâng, chúng ta sẽ có một khe cắm thẻ nhớ, một jack cắm tai nghe, một cổng USB 2.0 và không thể thiếu một ổ đĩa DVD rất là tiện ích. Vâng, bên này thì chúng ta sẽ có một jack cắm nguồn, cổng kết nối mạng LAN. Đây là cổng VGA để kết nối trực tiếp với máy chiếu, sẽ rất là cần thiết khi bạn muốn thuyết trình hoặc là báo cáo công việc của mình. Đây là cổng HDMI, một cổng USB 3.0 với tốc độ trích xuất dữ liệu nhanh gấp 10 lần so với 2.0. Và điều đặc biệt đây chính là USB Type-C, kết nối được với rất nhiều các thiết bị ngoại vi khác và tốc độ của nó thì cực là nhanh. Vâng, máy của chúng ta thì khá đầy đủ các cổng kết nối nên là rất là tiện ích cho người dùng. Các bạn cùng quan sát máy một lần nữa. Khi mua hàng tại showroom của Ankhang thì bạn sẽ được nhận rất là nhiều các chương trình khuyến mại khác. Và để biết thêm thông tin chi tiết thì bạn có thể truy cập vào website ankhang.vn hoặc tới địa chỉ 210 Thanh Hà để được tư vấn trực tiếp. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.